là trò chơi xếp giấy và thổi, đội nào đến vạch nhanh nhất rồi đó sẽ giành chiến thắng. Với sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị sinh viên, bây giờ đây là thành quả của các nhóm. Nhóm này rất thông minh. Nhóm rất thông minh trên này. Bây giờ các bạn sẽ xem kết quả, xem nhóm nào sẽ đến đích nhanh nhất. Về đích chưa? Nhưng cái vòng tròn vẫn chưa chiến thắng. Ra tìm một nhà vô địch. Rồi các anh chị ổn định nè. Các anh chị ổn định em nè. Nhưng mà nó đúng luôn. À. Vỗ tay lần nữa. Cả đội chia ra nha.